Trấn Thành mặc câu có làm Hari Won bật khóc vì một hành động ngay trong hậu trường. Khi Đàn Ông Mang Bầu là chương trình duy nhất mà khán giả truyền hình được thấy Trấn Thành Hari Won mâu thuẫn, trong khi Hứa Vĩ Văn lại tỏ tình với Kỳ Duyên. Tuy chỉ có hơn 150 giây, nhưng đoạn trailer chính thức của Manbirth Khi Đàn Ông Mang Bầu 2018 vẫn khiến khán giả bị choáng vì cảnh đau đẻ của ba cặp đôi Việt Hàn, phép thuật kỳ vĩ. Bên cạnh đó, chương trình còn hào phóng tiết lộ nhiều tình tiết mà khán giả truyền hình không thể bỏ qua như Trấn Thành hàng học với Hari, Hương Giang, Trường Giang gây cãi lớn hay phân đoạn ngôn tình Hứa Vĩ Văn và Kỳ Duyên. Trấn Thành Hari Won chỉ toàn nước mắt. Các fan của Hari Won chắc chắn sẽ rất hoang mang khi nhận thức phim đầu tiên của thần tượng tại Khi Đàn Ông Mang Bầu chỉ toàn là nước mắt. Bên cạnh áp lực của một cô gái lần đầu trải nghiệm cảm giác mang thai và sinh con, Hari còn phải trải qua loạt thử thách cùng một bà bầu khác, chính là ông xã Trấn Thành. Thừa nhận sẽ bộc lộ hết tâm tính trong chương trình, phải chăng giữa đôi vợ chồng son Asin Hari sẽ lần đầu xuất hiện sự hằn học mâu thuẫn khiến bà xã Trấn Thành phải rơi nước mắt. Tuy nhiên, các fan vẫn cứ yên tâm vì Trấn Thành và Hari Won là cặp đôi duy nhất luôn ở bên cạnh nhau trong lúc sinh nở. Chưa kể, Hari Won còn tận dụng cơ hội cùng tham gia Khi Đàn Ông Mang Bầu để dạy dỗ ông xã. Một người ích kỷ, mình chỉ nói tới đây thôi mà cũng dằn mặt như vậy, không biết phải sống sao. Huỳnh Trấn Thành ơi, hãy học hành nhiều hơn nhé. Hari Won duyên dáng nhắn nhủ Trấn Thành học hành nhiều hơn và ngưng dằn mặt. Hứa Vĩ Văn nói thương duyên mà làm trái tim duyên đâu. Một trong những khoảnh khắc khiến fan mất hồn trong đoạn trailer chính thức là lúc Hứa Vĩ Văn cầm tay Kỳ Duyên và thổ lộ: Duyên nên biết người anh thương yêu và quan tâm nhất là em. Ấy vậy mà ngay sau đó, Hoa hậu Việt Nam 2016 hết kêu cứu trên lầu cao đến khóc sướt mướt vì Hứa Vĩ Văn. Trong buổi họp báo ra mắt Khi Đàn Ông Mang Bầu, Hứa Vĩ Văn một lần nữa khẳng định anh dành sự quan tâm đặc biệt đến Kỳ Duyên trong suốt chương trình. Phải chăng bên cạnh nước mắt của gia đình Việt Hàn, drama đến từ team Song Giang, các fan còn được xem loạt khoảnh khắc ngôn tình chính kịch giữa Hứa Vĩ Văn và Kỳ Duyên. Trường Giang Hương Giang khi ngọt ngào, lúc gây cãi lớn tiếng. Các fan dự đoán là đội chơi nhanh trí nhất trong Khi Đàn Ông Mang Bầu, nhưng xem ra Trường Giang Hương Giang sẽ không ít lần xung đột trước khi vượt mặt hai gia đình Việt Hàn kỳ vĩ. Hết Trường Giang đổ lỗi: Thiếu của anh rồi, đến lượt Hương Giang to tiếng: Anh bị làm sao thế? Chưa rõ ai nhường nhịn ai trong khoảnh khắc ngọt ngào khi vẽ bụng bầu cho nhau sẽ rất hiếm hoi và đáng giá so với các fan của gia đình phép thuật. Phép thuật và Việt Hàn, gia đình nào sẽ mâu thuẫn nhiều hơn? Đừng quên đón xem tập đầu tiên của show thực tế Manbirth Khi Đàn Ông Mang Bầu. Stylist mì gói qua đời do làm việc quá sức, khiến nhiều sao Việt phải giật mình nhìn lại mình. Ban đầu chỉ là căn bệnh sốt, viêm mũi họng đơn giản, nhưng do làm việc nhiều, chăm sóc bản thân chưa tốt, nên stylist mì gói đã phải nhập viện cấp cứu và qua đời vào hôm qua. Chiều 18 tháng 5, cả showbiz bàng hoàng khi nghe tin stylist nổi tiếng mì gói Trần Tiến Đạt đã qua đời ở tuổi 27 vì tràn dịch màng phổi. Được biết, thi thể của anh đã được đưa về quê với gia đình, sẽ được hỏa táng vào 11 giờ ngày 20 tháng 5 dương lịch, tức mùng 6 tháng 4 âm lịch. Gia đình mì gói không nhận phúng điếu. Nếu bạn bè, đồng nghiệp, fan muốn tiễn stylist lần cuối thì có thể đến thắp nhang hoặc gửi vòng hoa. Có thể nói stylist mì gói Trần Tiến Đạt là gương mặt không quá xa lạ với những tín đồ thời trang cũng như sao Việt. Anh từng có cơ hội làm việc với nhiều gương mặt có tiếng như siêu mẫu Thanh Hằng, hoa hậu H'Hen Niê, diễn viên Trương Ngọc Ánh, diva Mỹ Linh. Dấu ấn cá nhân của mì gói được thể hiện rõ nhất qua hai ngôi sao trẻ hàng đầu trong làng nhạc Việt, Đông Nhi và Tóc Tiên. Đối với một stylist nổi tiếng, công việc của anh luôn bận rộn. Khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5, mì gói liên tục than thở về việc bị sốt. Khi được bạn bè hỏi han, khuyên đi khám, thì stylist này cho biết anh bị viêm mũi họng. Tuy nhiên, do Trần Tiến Đạt vẫn tiếp tục làm việc đến kiệt sức và không chữa trị bệnh dứt điểm nên dẫn đến bị bệnh viêm phổi. Có lẽ niềm đam mê với công việc và muốn các nghệ sĩ Việt không bị gián đoạn vì sức khỏe của mình, cùng với một chút chủ quan nên stylist mì gói đã lơ là sức khỏe. Nhà thiết kế Đỗ Long cho biết mì gói đã làm việc kiệt sức, mì gói đã phải nhập viện cấp cứu, nhưng bệnh tình chuyển biến xấu và cuối cùng anh đã trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tháng 5, mì gói chia sẻ với Nam Thư rằng anh chỉ bị viêm mũi họng, bị sốt. Đông Nhi nói về stylist thân thiết của mình: Bị ốm nhưng mì gói vẫn chăm chỉ làm việc. Đỗ Long cho biết mì gói làm việc quá sức rồi bị viêm phổi. Cái chết của mì gói đã khiến cho nhiều sao Việt cảm thán cuộc đời đôi khi quá ngắn ngủi. Công việc đam mê là điều cần thiết, nhưng sức khỏe mới là điều quý giá nhất. Sau khi mì gói qua đời, MC Thanh Thảo chia sẻ, sức khỏe và sức khỏe là quan trọng nhất cả nhà nhé. Lắng nghe cơ thể, chăm sóc bản thân là điều tiên phong của tất cả các mục tiêu. Sài Gòn chiều nay nặng nề quá. Trong khi Ái Phương kêu gọi bạn bè đừng tự hào vì làm việc quá nhiều. Các bạn của tôi làm ơn, đừng ai vỗ ngực tự hào là thức khuya chạy xô. Bào sức, phá sức cấp cứu giùm. Cuộc sống đôi khi ngắn ngủi đến lạnh lùng và tôi vẫn còn sốc đến không thể tin được. MC Thanh Thảo cho rằng sức khỏe là điều quan trọng nhất. Ái Phương mong bạn bè đừng tự hào về việc chạy xô, thức khuya nhiều. Ca sĩ Đinh Hương đồng ý quan điểm của Ái Phương, đồng thời nhắn nhủ đến style Kỳ Nguyễn đừng làm việc quá sức. Sự ra đi của người anh khiến Khay Nguyễn nhận ra tiền quý thật nhưng không phải là tất cả. Ca sĩ Thanh Duy cũng kêu gọi những người bạn của mình hãy giữ gìn sức khỏe và sống vui vẻ. Một người trẻ vừa nằm xuống, dù không quen bạn nhưng cảm giác một người cùng thế hệ phải chia tay cuộc đời khi còn nhiều hoài bão và đam mê, thật sự gây ám ảnh và tiếc thương vô hạn. Những người bạn của tôi hãy giữ sức khỏe, hãy sống vui vẻ, hãy cháy hết mình với đam mê và tình yêu. Để nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ không hối tiếc vì từng có một cuộc đời đáng sống. Những người bạn của tôi, nếu được hãy mua bảo hiểm. Đồng ý bạn có thể từng bị làm phiền, nhưng thực chất bảo hiểm không tệ như các bạn nghĩ. Ít ra nếu có mệnh hệ gì, tùy hợp đồng gia đình bạn sẽ được nhận một số tiền lớn. Đặc biệt với những người là nguồn thu nhập chính trong gia đình, nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, thì ít ra số tiền đó cũng sẽ đảm bảo cho ba mẹ, vợ chồng, con cái có được cuộc sống tốt đẹp. Thanh Duy cũng cho rằng nghệ sĩ nên giữ sức khỏe và sống vui vẻ. Mì gói đã lên kế hoạch đi du lịch nhiều nước trên thế giới, muốn thưởng thức hàng nghìn món ăn ngon trong năm nay, nhưng cuối cùng những ước mơ hoài bão, những điều đơn giản nhất anh cũng không thể thực hiện được nữa. Bởi vậy mới nói, đam mê cống hiến vì công việc là điều đáng tự hào, nhưng sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Hari đứng múa phụ họa tưng bừng khi bố Trấn Thành hát karaoke, mẹ chồng quẩy không cảm xúc, bà xui há hốc miệng. Không ngờ bố Trấn Thành hát hay như vậy, còn mẹ thì quá choáng luôn, được cái lầy giống hệt con trai. Sau khi cưới nhau, Trấn Thành Hari Won ở chung với bố mẹ và rất được cưng chiều, hầu như không phải lo việc gia đình. Trong khi đó, bố mẹ Trấn Thành cũng rất thoải mái và tâm lý, hiểu và thông cảm cho công việc bận rộn của các con. Dù có công việc riêng, nhưng gia đình Trấn Thành cũng rất hay đi du lịch, hay đi vui chơi giải trí cùng nhau. Cách đây không lâu, cả gia đình Trấn Thành đã cùng nhau đi hát karaoke, còn có cả mẹ và em gái Hari Won đi cùng. Bố Trấn Thành hát Người đi ngoài phố siêu ngọt, đến lúc mẹ anh cầm mic thể hiện bài không cảm xúc, vừa hát vừa nhảy khiến ai cũng bất ngờ và hú hét. Bà Suya cũng vỗ tay cổ vũ rất nhiệt tình. Bố Trấn Thành hát Người đi ngoài phố được Hari Won cổ vũ nhiệt tình. Mẹ Trấn Thành hát không cảm xúc cực ngầu. Trước mặt con dâu con rể, bà thông gia mẹ Trấn Thành vẫn rất tự nhiên. Mẹ Trấn Thành quẩy cực hay. Mẹ và em gái Hari Won cũng có mặt. Bà thông gia cũng cố vũ hết sức nhiệt tình. Tiết mục của mẹ Trấn Thành xem ra rất sôi động. Trong đám cưới của con trai, mẹ Trấn Thành cũng từng khiêu vũ rất đẹp. Xem ra Trấn Thành cũng thừa hưởng nhiều tính cách từ bố mẹ. Cách đây không lâu, mẹ Trấn Thành còn cùng con trai và con dâu quẩy khi đi du lịch. Sau khi bị chê béo, Hari Won tung bộ hình khoe dáng chuẩn phong cách sành điệu. Giọng ca anh cứ đi đi hóa thân thành quý cô thành thị với những thiết kế mang đậm vẻ thanh lịch cùng chi tiết thêu hoa nữ tính. Mới đây, Hari Won đã thực hiện bộ ảnh với trang phục đậm chất thanh lịch cùng những thiết kế mang màu sắc nữ tính được hòa quyện từ gam màu xanh pastel cùng trắng nhã nhặn. Nữ ca sĩ thể hiện hình ảnh một quý cô thành thị thanh lịch thông qua cách kết hợp các trang phục tinh tế như đầm yếm xẻ tà, chân váy in logo hay những mẫu quần sọt thêu hoa cùng váy cúp ngực với phần tay áo sơ mi rời, tất cả tạo nên diện mạo mới mẻ nhưng vẫn đầy chất nữ tính cho dòng ca anh cứ đi đi. Điểm đặc biệt trên các mẫu thiết kế đến từ hình ảnh những đóa hoa li ti được thêu tay tỉ mỉ, dù không mang bất cứ hương sắc nào nhưng vẫn cuốn hút đến lạ kỳ. Với sự hòa quyện hai tông màu xanh trắng pastel, Hari Won vẫn nổi bật như một quý cô thanh lịch và quyến rũ. Các thiết kế là sự kết hợp giữa chất liệu cứng và mềm cùng những kỹ thuật theo truyền thống đan xen với họa tiết in hiện đại, tổng thể tạo nên sự đối lập hoàn hảo trên từng set đồ của Hari Won. 2017 được cho là một năm khá thành công của Hari Won khi nữ ca sĩ lần đầu tiên đảm nhận vai trò sản xuất web drama Thiên Ý. tạo nên tiếng vang và nhận danh giá tích cực từ giới chuyên môn. Không dừng lại ở đó, đầu năm 2018 cô liên tục xuất hiện với vai trò dẫn chương trình cho hàng loạt các game show như Siêu Bất Ngờ, Bảy Nụ Cười Xuân, Nhanh Như Chớp, Làm Vợ Phải Thế. Một mỹ nhân cực đẹp vừa công khai thừa nhận say nắng Trấn Thành, khiến cả trường quay há hốc. Người đẹp phim Thuyền Giấy thừa nhận từng có tình cảm với nghệ sĩ hài. Bức xúc vì cô bạn thân lâu năm Vũ Ngọc Ánh, nhiều lần yêu đến bất chấp, nữ diễn viên Cao Thái Hà đã nhờ đến show Phiên Tòa Tình Yêu phân xử. Nữ diễn viên cho biết cô và Ngọc Ánh làm bạn đã 4 năm. Trong thời gian đó, cô phải chứng kiến bạn mình yêu vật vờ, yêu khổ sở rất nhiều lần. Thậm chí vì mãi mê yêu, Ngọc Ánh đã nhiều lần tìm đến cô trong bộ dạng thê thảm, mỗi khi tình cảm gặp trục trặc hay thất tình. Thấy bạn thân như vậy, Thái Hà quyết định không thể để tình trạng này kéo dài hơn nữa. Bào chữa cho Thái Hà, luật sư Việt Hương đề nghị thân chủ mình công bố số lượng người yêu trong 4 năm qua của cô bạn thân là bao nhiêu. Đáp lại, Thái Hà khiến cả phiên tòa há hốc mồm khi khẳng định số lượng chắc phải đến 20 người. Nữ diễn viên còn tiết lộ đối tượng mà bạn cô thường phải lòng là đồng nghiệp trong nghề. Khi con số này vừa công bố, luật sư Trấn Thành đã lập tức lên án thân chủ Vũ Ngọc Ánh. Em yêu gì dữ vậy? Đàn ông, em đựng bằng rổ em mua sỉ luôn hả? Khi Việt Hương truy vấn Ngọc Ánh, em khẳng định đi ngày xưa em có yêu Trấn Thành hay không? Nữ diễn viên ngại ngùng quay sang hỏi Trấn Thành, anh có nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không? Ngọc Ánh thừa nhận trong 4 năm qua, cô chỉ yêu sâu đậm một người, còn những người khác chỉ là say nắng. Trong số những người cô nàng cảm nắng có cả luật sư Trấn Thành. Trong khi ông xã Hari Won tỏ ra choáng váng hoang mang tột độ, thì luật sư Việt Hương còn thêm dầu vào lửa với lời cảnh báo, gia đình đang ổn định. Tập 6 của phiên tòa tình yêu với hai khách mời Cao Thái Hà, Vũ Ngọc Ánh sẽ lên sóng đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 20 tháng 5.